con thích cái máy mua đồ chơi chứ. Nuốt hết hạt là mọc cây lên đầu đó. Chúng ta lại sống trong sự lừa dối của các bậc phụ huynh, và để đến bây giờ chúng ta lại tạo ra một bầu trời lừa dối cho bọn trẻ con này. Trời ơi, ngày hôm nay tôi sẽ tổng hợp tất tần tật những câu nói dối kinh điển của các ông bố bà mẹ, bóc phốt hết luôn. Ôi, con cố gắng đi, hết lạnh mẹ sẽ mua kẹo cho con. Nói thật mà. Cháu này có sẵn. Nhà lúc nào cũng có sẵn kẹo luôn. Nói thật đi nhá, không có nói xạo đâu. Các cô chú ơi, các cô chú nhớ bấm subscribe đăng ký và bấm vô quả chuông nhé, để ủng hộ gia đình con nhé. Con chào các cô các chú. Doanh thu mừng tuổi năm nay gấp đôi năm ngoái. Vì thế, không thể nào để bọn trẻ con sở hữu đống mừng tuổi này được. Biết bao nhiêu thứ mà một người mẹ phải lo, như tiền con ăn học, tiền chợ hàng ngày, rồi tiền mua quần áo, mua các thứ lo cho gia đình này. Nếu mà bọn trẻ con nó cầm này xong nó vứt lung tung rồi mất mát thì ai chịu trách nhiệm? Quan trọng nhất là để có số này, tôi cũng đã phải bỏ gấp đôi số này rồi. Mẹ giữ cho mẹ. Con thích cái mẹ mua đồ chơi chứ? Không mà, con muốn mua đồ chơi luôn. Mẹ giữ cho con cầm là mất đó. Mẹ giữ khi nào mà con cần mẹ mua cho. Mà con để mẹ giữ là nó nở ra nhiều. Mua được đống đồ chơi to đùng luôn nhá. Bye. Một trong những điều mệt mỏi mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày đó chính là bọn trẻ con suốt ngày đòi mua đồ chơi. Cái đống lì xì lúc nãy đấy, Ken đang anh dọa mẹ mua đồ chơi hết luôn. Mà thôi, mà thì anh hay nói với con là mẹ ơi mẹ. Hả? Con muốn mua bộ này mẹ. Mua gì? Bộ này. Ủa, thôi. Bộ Nestle. Mất Nestle King này mẹ. Ui, nhưng mà nhà mình nghèo lắm. Nhà mình nghèo lắm. Có tiền mua đâu. Còn tiền lì xì. Mà con biết không, bộ này nó cả tháng lương của mẹ đấy. Tiền lì xì để làm việc khác. Khi mà con ốm con đau thì sao? Nhà mình nghèo không có tiền đâu. Con thích cái mình mua đồ chơi cho. Thôi con tuổi ăn tuổi học, mua gì đồ chơi nhiều. Đi. Đăng Anh chính là thánh ăn chính hiệu. Giờ hàm răng của con đã bị sâu ăn hết rồi. Bởi vì thỉnh thoảng đang ngủ đòi đi mua kẹo, đòi ăn kẹo, làm thì anh rất là đau đầu và lại phải nghĩ lý do. Bà có thích ăn kẹo gì? Thích ăn kẹo. Ôi dồi ôi, bố bà này. Con thích ăn kẹo. Bà này, trời ngoài kia thì nắng. Không, bố đi ra ngoài một mình. Bố đi ra ngoài đường thì bố lại mệt. Mà đi ra ngoài bố lại đau chân.
đúng không? Thôi mà ngoài kia bác bán kẹo bác ấy nghỉ rồi. Bố con mình là thần dân lười, không cần đi mua đâu. Con nhận đi nha. Con nhận đi nha. Nha, được không? Đang này, đang ăn kẹo mấy cái rồi? Mấy cái? 3 cái rồi. Con có muốn con sâu nó ăn hết răng không? Con sâu mà ăn hết răng là đi bác sĩ ấy. Bác sĩ tiêm con ấy, muốn không? Bác sĩ tiêm con. Đang ngay. Đưa kẹo đây. Có những lúc con đòi ăn những cái gì mà mình không thể nào chiều nó được, không thể cho ăn được. Lúc đấy bộ não này lại vận dụng những kiến thức bác học để nói với con rằng là người lớn ăn được thôi, trẻ em không ăn được đâu. Cái quá anh ạ. Moments later. Mình rất là muốn con ăn nhiều rau củ trái cây. Nhưng khi con ăn trái cây nhiều thì lại có một nỗi sợ, đó là con nuốt phải hạt. Và một lần nữa người mẹ này lại phải nói dối. Hạt đâu hả con? Hả? Nuốt hết hạt là mọc cây lên đầu đó. May nhá, tí thì đi cấp cứu cây mọc lên đầu. Nó chui vào bụng rồi. Chết rồi. Cấp cứu. Cây mọc lên đầu rồi. Đó hồi nãy lúc đầu là con đã nhầm. Không phải, nó chui vô bụng rồi. Nó đã là trong phim rồi. Một trong những điều mà bọn trẻ con sợ nhất đó chính là uống thuốc. Và mình cũng không phải là ngoại lệ. Cả một tuổi thơ rất là sợ uống thuốc. Và khi con sợ uống thuốc, mình lại phải nói dối con các bạn ạ. Kinh, uống thuốc đi con, uống thuốc. À, con muốn uống thuốc được, uống thuốc đắng lắm. Không đắng tí nào luôn, cái này rất ngọt, ngọt như kẹo luôn ấy. Ngọt như kẹo luôn. Không đắng tí nào luôn. Mẹ, em biết mình sao mà uống thuốc. Anh bị viêm họng, mình uống thuốc nha. Thử một miếng luôn nha. Ừ, không đắng đâu, ngọt lắm, ngoan. Đôi khi chúng ta phải tạo ra những nỗi sợ để cho bọn trẻ con nó còn sợ, đúng không nào? Như thế mình mới dạy được chúng. Chứ nhiều khi nói không nghe là mẹ hết cách rồi. Đang anh đứng ra đây, đứng ra đây. Đánh mẹ hoài. Đấy, không nghe lời nha, mẹ mách ông bà bị nha. Nào, để mẹ quay. Anh nói không nghe nha. Anh nói không nghe mẹ mách bà kệ nha. Nha. Thank you.
Này, con chơi ít thôi, không là bà kệ bà xuất hiện đó. Bà ăn thịt con tắt máy ngay đi. Con sợ bà kệ không? Hả? Đăng Anh ơi, ta là bà kệ đây, ta thích ăn thịt Đăng Anh lắm. Bà kệ xuất hiện kìa, con sợ bà kệ không? Thịt đấy, sợ chưa, sợ chưa? Tối nay bà đến mà ăn thịt đó. Này, nó ăn qua đi. Ăn đi, sợ không? Con sợ bà kệ không? Thôi ăn đi cho nó hết sợ. Thôi rồi bố yêu, Xuân đừng sợ vào kẻ nữa, cắt điện thoại đi nha. Nha. Mọi người biết bà kẻ ở đâu ra không? Đây. Một trong những nỗi đau rất thốn đó chính là bị tiêm các bạn ạ. Không chỉ trẻ con đâu, đến bây giờ mình còn sợ tiêm. Nhưng làm nào để bọn trẻ con chịu nghe lời mà chịu tiêm? Chúng ta sẽ phải nói như thế nào nhỉ? Để mẹ đưa em đi. Đi tiêm. Không. Tiêm không đau đâu. Tiêm một xíu như con kiến cắn à? Không đau đâu. Mẹ đừng có nói dối. Mẹ nói dối là mũi dài ra. Chứ là tiêm cực đau luôn ý. Con để cho mẹ thuyết phục em đi mà. Thề, mẹ thề là không đau tí nào luôn ấy. Mẹ đừng có nói dối. Như con kiến cắn thế đang ngay. Mẹ đừng có nói dối. Mẹ bắt bê xăng. Mắt dài ra. Nói dối là mắt dài ra hả? Không phải. Thôi rồi. Mũi dài ra. Thôi rồi, đi chơi, không đi tiêm nữa. Đi chơi, mẹ đi đi chơi nhá. Hay thế nhở. Mẹ làm sao? Mũi mẹ dài ra làm sao? Đi thành mũi vậy. Thành con mũi gì? Mắt dài ra. Mắt dài ra. Thế càng đẹp thì sao? Càng xinh. Mắt dài ra thành mắt dài ra thành không phải mắt dài ra thành mắt quỷ. Đúng rồi, anh Kim đã nói đúng rồi đó. Mẹ đã nói dối rồi mà. Trời ơi, mẹ nói dối. Mẹ nói dối là cái mũi nó dài ra. Mẹ đừng có nói dối. Mẹ không hề nói dối luôn á. Vào đây. Thôi nhỏ mẹ. Mẹ vừa với con mà mẹ toàn nói dối. Đúng rồi. Mẹ nói dối là mũi nó dài ra đâu. Mũi dài ra càng đẹp nhá. Càng xinh. Không, càng xanh. Không xanh. Mẹ chỉ biết là mẹ đi biết là mẹ chạy biết chạy cái đâu. Mẹ chỉ biết là mẹ nói dối thôi. Mẹ chỉ biết là mẹ nói dối mà. Và mũi nó dài ra thôi. Không bao giờ nha, mũi con dài ra thì có. Mẹ ạ. Con á. Mẹ mũi dài ra. Tại cái mũi dài luôn. Giận luôn, không đi chích ngừa, không đi tiêm gì nữa. Uầy. Thế là mẹ đã trúng kế. Hai đứa nhóc này cuối cùng nó cũng phải đi tiêm nữa. Mà đúng thật là đợt này thấy mũi mẹ dài ra thật luôn. Nói dối là không tốt. Bố mẹ không nên nói dối. Và mỗi lần con nói dối thì bố mẹ lại bảo là Đăng Anh ơi. Đăng Anh ơi. Đăng Anh, em bé có nên nói dối không nhỉ? Nói dối thì làm sao nhỉ? Đúng rồi, con đọc câu chuyện cậu bé Buratino chưa? Pinocchio. Không phải Buratino à? Pinocchio à? Có hai câu chuyện cậu bé nói dối là hả? Ồ, cậu bé nói dối. Mẹ ơi. Ơi. Cậu bé nói dối bị như này nè mẹ. Bị đen xì luôn hả? Mũi cậu dài ra chưa? Bị đàn công đáo rồi mẹ. Ôi trời ơi. Xin mẹ nghe ngón tay cậu dài ra luôn nè.
Ồ, vậy chúng ta không nên nói dối nha. Nói dối là mũi sẽ dài, thiệt dài ra đó. Dài nghe không? Dài đến nỗi mà bằng một cái trái đất luôn. Dài bằng tất cả các nước luôn. Lúc đấy là chỉ có nằm một chỗ thôi để tay đỡ cái mũi này này. Ồ, em bé nói dối lêu lêu lêu. Sao ngước đầu lên cao tới nỗi mà vượt qua 12 giải thiên hà luôn. Kinh khủng khiếp luôn. Vậy chúng ta có nên nói dối không? Dạ không. Tốt, các con ngoan lắm. Đấy các mẹ thấy chưa? Nói dối nhiều quá là chính bị tụi nhỏ bắt bẻ luôn á. Nên chúng ta đừng nói dối quá nhiều nhé. Nói vừa đủ thôi, dọa vừa đủ thôi. Sau này gậy ông đập lưng ông đấy. Ông đập lưng không? Mọi người ơi, mọi người nhớ ấn nút đăng ký ở dưới mỗi video để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ gia đình Đăng Khôi Thủy Anh nhé. Và mọi người đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nha.